Jonathan from there. Không được muốn ăn quả thì đi tìm quả ăn. Chơi một tí, bán hàng bán thoáng một chút chứ không. Lại đây, lại đây. Em bé một chút này. Ôi rồi, ôi rồi, ôi nặng quá nhỉ. Một lồng tớ về nhà lắm. Mang mấy tiền đây? Làm tiền em. Mang mới nhỉ? Hai lần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. long hammer. Kalau ini